giờ ngày nay việc cúng dường sách rất nhiều đôi khi người cúng chỉ biết cúng dường sách thôi mà không biết nội dung của quyển sách viết những gì nhưng sách viết và dịch ngày nay thì rất tràn lan vậy nếu sách đó có những nội dung sai trái hoặc có những tà kiến làm cho người đọc đôi khi hiểu sai lời đức phật và sinh ra tà kiến thì người cúng dường sách ấy có được phước hay tội? Sự có một ví dụ thế này cho quý vị hả? Bây giờ khi mà chúng ta ăn ấy, chúng ta giữa một cái bàn ăn thì trong đó nó bày lẫn lộn cái món tốt cho sức khỏe và cái món có hại cho sức khỏe thì khi ăn quý vị nên chọn cái gì? Mình có thể làm một việc đó là mình nhắm mắt, rồi thì mình cứ ăn bừa hay không? Ừ. Rồi nếu mình nhắm mắt, mình ăn cái món mà nó có hại cho sức khỏe, thì ai là người chịu trách nhiệm cho việc đó? Và do đâu? Có phải là do mình thiếu thông minh? và mình đã sử dụng những món ăn nó có hại cho sức khỏe dẫn đến sức khỏe của mình nó bị kém còn cái việc mà mình bịt mắt bịt mắt để mà mình ăn thì xin thưa là ngay cả cái việc mình mở mắt ra mình đã khó phân biệt được rồi huống chi là mình bịt mắt cái điều đó nó mang ý nghĩa là mình thiếu trí thiếu trí và mình không có trách nhiệm đối với bản thân tương tự như vậy các cái quyển sách ấy, khi mà mình không biết nội dung nó là cái gì nó có chánh kiến hay không có đúng với chánh pháp hay không mà mình vẫn cấm đầu cấm cổ mình đem đi tặng người khác thì đó là một hành động vô trí nói, sẽ nói thẳng đó là một, một hành động thiếu trí và bản thân nó nó sẽ gây ra cái chắc chắn nó không gây đưa đến cái hậu quả tốt rồi. Đấy. Mà ở trong uh, tăng chi bộ kinh Đức Thế Tôn nói có hai loại người này các tỳ kheo, đó là người thiện và người hơn cả người thiện. Rồi có hai loại người này các tỳ kheo. Đó là người ác và người hơn cả người ác người ác thì chúng ta biết rồi đó là người làm các điều ác còn người hơn cái hơn cái người ác á, tức là người chẳng những tự họ làm mà họ còn xui khiến người khác làm như vậy đó, bất kỳ cái nghiệp gì bất kỳ cái nghiệp gì bản thân mình làm ấy, thì cái nghiệp nó chỉ là nhỏ thôi ví dụ như mình làm phước thì cái nghiệp nó nó nhỏ hơn so với việc mình làm mà mình còn kêu gọi người khác làm Tương tự như vậy, đối với những việc bất thiện mình đã làm sai, thì đó là lỗi một. Nhưng mà mình còn giúp cho người khác cũng sai như mình, thì đó là lỗi mười, lỗi trăm, lỗi cả ngàn lần. Chính bởi vì như vậy, bất kỳ một việc gì mà nó tác động đến người khác, ảnh hưởng đến người khác, chúng ta phải cẩn thận vô cùng. Nha. Mình ăn ấy, mà mình còn không dám ăn bậy mà tại sao mình đem cho người khác mà mình lại cho một cách bậy như vậy cho nên khi mà chúng ta cho người khác một cái gì đó mà mình bất kể bất kể mình không có trách nhiệm nha mình không có trách nhiệm kiểm soát nội dung thì đó là lỗi của mình nha đó là lỗi của mình À, cho nên ý, khi mà quý vị muốn tặng một cái quyển sách gì nha muốn tặng một quyển sách gì làm ơn làm phước đọc xong cái quyển sách đó đi hoặc ít nhất là mình nắm cái nội dung quyển sách đó rồi sau đó mình hẳn tặng còn nếu không ấy nó cũng giống như mình đem thuốc độc mình đem cho người khác thôi mà quý vị hỏi nó có phước hay không thì xin thưa là về cái mặt nội dung à, mặt hình thức ấy thì nó là tâm thiện. Nha, mặt hình thức nó là tâm thiện. Nhưng mà nó đem cái hậu quả nó đem lại đó thì nó lại là cái quả bất thiện. Cho nên đời sau sư lấy ví dụ như, sư lấy ví dụ như à, mình ví dụ thôi nha. Mình sanh vào những cái quốc gia mà cái người dẫn đầu quốc gia đó có suy nghĩ rằng người dân mà không biết gì hết thì tốt cho chính họ bởi vì khi đó bất kỳ những cái chủ ý những cái chỉ thị gì mình ở trên mình đưa xuống dưới là nó sẽ làm thôi và bởi vì cái suy nghĩ vì tốt cho người dân nha, vì tốt cho người dân uh, thành ra là cứ xào nặng người dân và không có cho học hành ráo trổi trên mình gọi chính sách ngu dân và những cái trường hợp như vậy lịch sử đã ghi lại không ít không ít nhé mà mình khổ bởi vì người khác muốn mình tốt nha yeah. người ta có ý tốt nhưng mà chính cái ý tốt đó khiến cho mình khổ rồi hoặc ví dụ như uh, có những người họ nuôi chim và họ nghĩ rằng uh, mình vì mình muốn tốt cho con chim con chim ở ngoài nó không có nó ăn uống cái gì thì nó uh, rất là nguy hiểm nó rất là dễ chết thành ra nó ở đây thì mình lo mình nuôi cho nó mình đang giúp nó và chính bởi vì cái lòng tốt của họ cho nên con chim nó mất tự do nha cho nên ở đời thiếu gì cái chuyện mình vì muốn tốt cho nhau mà mình hại nhau nhiều lắm nhiều lắm quý vị à, chính bởi vì như vậy cái cách mình làm phước như thế nào thì mình sẽ hưởng quả như thế đó mình muốn tốt cho người khác thì nó sẽ cho cái quả người khác cũng sẽ muốn tốt đối với mình nhưng mà mình muốn tốt cho người khác mà mình lại làm cái chuyện á là nó ảnh hưởng đến lợi ích của người khác Nó làm hại người khác Thì cái quả cũng tương tự như vậy Người khác cũng muốn tốt cho mình Nhưng mà vì muốn tốt cho mình Cho nên người ta hại mình ừ. à, Thành ra là mình cẩn thận à, Như sư nói Tốt nhất Khi mà mình muốn bố thí Cúng dường một cái quyển sách nào đó Mình phải nắm được nội dung còn không nắm được nội dung Tốt nhất đừng làm Thà nhịn đói Còn hơn là ăn đồ tầm bậy tầm bạ